Xin chào các bạn, thưa các bạn, hôm nay Khang Audio là setup một cái hệ thống loa bán hở sử dụng của loa Saba Green Coin kết hợp với một cái loa Sabreo T7i, một âm ly bóng đèn 6P3C và một cái đầu CD Denon AN32 có giải mã USB và hệ thống phụ kiện dây loa Thụy Sĩ, dây AV sắp Mỹ và hệ thống nguồn dây nguồn của Thụy Sĩ và lọc điện để bán cho các bạn và giao hàng toàn quốc cho các bạn. Thưa các bạn, hệ thống này Khang Audio đặt tên là T88 và có giá trị là 88 triệu. Các bạn mua hàng của Khang Audio thì có thể liên hệ để giao hàng và giá này không bao gồm phí vận chuyển. Nếu như các bạn dùng thử không ưng có thể trả lại cho Khang Audio. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nhận lại một số những cái sản phẩm mà do chính tôi làm ra, bao gồm loa ván hở, âm ly đèn và hệ thống phụ kiện. Còn CD và loa Sabreo T7i là các bạn không có quyền trả lại vì các bạn đã mua hàng này của hãng. Thưa các bạn, cái đôi loa này thì đôi loa ván hở Saba mà Khang Audio đã làm ở đây ấy, thì nó có một cấu tạo là hở toàn bộ cái phần hậu và âm thanh của nó rất là tự nhiên. Và chính vì cái tính chất tự nhiên đó mà Khang Audio mong muốn rằng là nó sẽ làm nên cái sự nổi bật trong cái hệ thống âm thanh này. Và cái đôi loa này thì Khang Audio làm bằng gỗ cho audio và hoàn thiện bằng sơn mài đen, dòng sơn mài truyền thống của người Việt Nam. Âm ly bóng đèn 6P3C là dòng âm ly bóng đèn mạch single end sử dụng bóng tiền khuếch đại là bóng 6SL7, bóng công suất là bóng 6P3C. Toàn bộ chassis được làm bằng thép, sơn tĩnh điện và hoàn thiện trang trí bởi inox phay xước. Vật tư bên trong thì được Khang sử dụng là những cái vật tư có chất lượng cao. Âm ly chúng tôi bán và bảo hành 1 năm. Đầu Denon AN32 cũng là một trong những cái đầu mà chúng tôi đánh giá ở cái phân khúc trung cao cho một cái âm thanh khá là tốt. Và đặc biệt cái sự tiện ích của nó là có thể giải mã được những các cái USB chứa nhạc số. Và tại cái hệ thống này thì Khang Audio set up sẵn một cái USB 64GB tương đương với khoảng độ hơn 200 đĩa nhạc, dòng nhạc bolero với những cái tình khúc bất hủ mà Khang Audio setup ở đây để gửi bán đến cho các bạn. Và Khang Audio không tính tiền cái USB này. Còn hệ thống phụ kiện đi kèm theo gồm có lọc điện thì cũng do Khang Audio làm, và cái lọc điện này cũng có cái nguồn gốc vật tư là mua ở Mỹ. Thế còn cái dây loa thì cũng là có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, dài 2,5 m, và các cái đầu jack chuẩn đều là đầu jack mỏ chim được Khang Audio sử dụng những các cái jack mỏ chim này hàng cũ của Mỹ nhưng mà là mạ vàng, cho nên chất lượng rất là cao. Rồi cái dây AV sắp Mỹ là một trong những cái dây mà có chất lượng rất cao do cái cấu tạo đặc biệt của nó, cho nên Khang Audio cũng sử dụng cái dòng dây sắp Mỹ này vào trong hệ thống này. Và sau đây thì Khang Audio xin mời các bạn trải nghiệm nghe thử một vài cái trích đoạn ở một số các cái điện nhạc. Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông miêu xưa ta áo thướt tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đèn cỏ cây khóc gió than vang kể từ khi mất quê hương. Gió xa khơi đưa người vượt biển, mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cỏ.
cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đồ sẽ sống lại. Sông yêu xưa ta áo thướt tha mi mi, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Sẽ đón ta hồi hương, đầy đủ sẽ sống.